Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách cắt ống tay răng lan. Một kiểu cắt rất là đơn giản mà các bạn có thể theo dõi. Và hôm nay thì mình xin chia sẻ trên giấy và ghi hôm nào có điều kiện rảnh thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách cắt trên vải. Đầu tiên thì bây giờ mình xin nói qua với các bạn cách các bạn vẽ thân, ví dụ như là áo thun bình thường. Thì đầu tiên thì các bạn vẽ cái đường ngang cổ này. Sau đó các bạn lấy xuống khoảng 4cm. Tiếp đó là đường hạ nách bằng vòng ngực chia cho 4 và trừ đi 1 đến 2 cm. Đến là hạ eo bằng số đo, và dưới này là dài áo chẳng hạn. Ở đây thì mình chỉ phác họa thôi. Đây là các cái đường ngang cơ bản mà khi mà các bạn vẽ áo. Thì đầu tiên thì chỗ này thì các bạn lấy vào khoảng 3,5 cm này. Sau đó thì các bạn sẽ lấy là độ rộng của cổ thì có thể là 10 đến 13 cm tùy các bạn. Đây là độ sâu của cổ này. Các bạn xác định các cái đường chéo để chúng ta sẽ đánh cổ tròn. Và tiếp đến đây là đường ngang vai, thì các bạn vẽ đường rộng vai thì bằng vai chia 2. Rộng vai thì bằng vai chia 2 này. Và các bạn kẻ đường này thì ta sẽ có vai con. Tiếp đến đường rộng ngực thì bằng vòng ngực chia cho 4 đối với áo thun bình thường. Còn vòng eo thì bằng vòng eo chia 4, hoặc là các bạn sẽ lấy vào từ đường hạ nách, lấy vào khoảng 1,5 cm. Ở cái phần eo và phần dài áo này mình áng chừng để vẽ cái dáng áo như vậy. Và chủ yếu là các bạn theo dõi ở phần ống tay. Ở phần này, ví dụ đây là các bạn lấy vào 2,5 cm. Sau đó thì các bạn kéo xuống. Ở phần này các bạn lấy lên khoảng 1/2 hoặc là 1/3. Sau đó các bạn sẽ đánh vòng nách tay. Vì sao mình vẽ sơ qua thế này, để lát nữa thì mình cho các bạn sơ các bạn là ống tay răng lan với ống tay thường khác nhau như thế nào. Bình thường thì các bạn rằng thấy ra ống tay thường thì sẽ các bạn sẽ cắt như thế này. Còn đối với ống tay răng đây, các bạn, ống tay thường sẽ ra từ đây, còn ống tay răng lan thì các bạn sẽ đây xác định cái đường giao điểm ở đây. Khác ống tay răng lan là cái đoạn mà các bạn sẽ cắt phần này, ví dụ như các bạn lấy xuống đây khoảng 3 đến 5 cm chẳng hạn, cái khoảng này thì các bạn thích này. Sau đó các bạn sẽ nối thêm để đây. Thì ống tay răng lan sẽ khác ống tay thường là có cái phần đoạn này. Và sau đó thì cái phần mà các bạn sẽ đánh thì tùy các bạn đánh thì định dạng cái phần mà các bạn sẽ may. Đây mình sẽ đánh lại. Cái phần này thì các bạn đánh theo tùy ý để các bạn tạo dáng tay. Ở đây thì mình sẽ chia ra là 1/3, thứ nhất mình nhỏ 2/3 mình đánh như thế này. Thì ống tay răng lan thì sẽ có dạng như thế này, đúng không ạ? Đấy, chỉ khác thêm so với ống tay thường là cái phần đoạn này các bạn sẽ cắt rời ra. Bây giờ thì ví dụ như cái thân các bạn đã có thân trước chẳng hạn, mình sẽ cắt rời cái thân trước ra như thế này. Chỗ này là 1 cm này. Đây là ống tay răng lan. Nếu như ở đây, nếu như các bạn vẽ trên dập, có nghĩa là các bạn vẽ dập trước sau đó các bạn lên vải, thì các bạn sẽ cắt luôn theo cái đường này, cắt sát vào đường này. Còn nếu như mà các bạn vẽ trên vải rồi thì các bạn sẽ chừa cho mình đoạn này khoảng 1 cm để các bạn làm đường may. Và sau đó thì khi mà các bạn vẽ cái ống tay trên dập thì các bạn phải nhớ là cộng thêm với 1 cm này vào. Đây là cái phần vải của thân thì các bạn đã cắt xong nhé. Và phần này thì các bạn đánh dấu đây là của thân trước, đúng không ạ? Thật ra thì một tên với một một chân trước với một thân sau là giống nhau, nên các bạn cứ đánh dấu là một cũng được. Sau đó thì cái thân sau thì các bạn cũng vẽ
nhất là sang dấu tất cả cái đường của thân trước này. Sau đó các bạn lấy xuống là 3 cm. Đây là 3,5. Đoạn này là vai chia 2. Đoạn này là ngực chia 4. Lối xuống rộng eo và các bạn nối lên đây thì chúng ta sẽ được vai con này. Ở đây là đường rộng của áo, đằng thân trước các bạn lấy là 10 thì thân sau cũng lấy là 10, và đây thì các bạn lấy sâu cổ chỉ 2 cm thôi. Ở trong cái video này thì các bạn chú ý chỉ cái phần chỗ mình vẽ ống tay chỗ này thôi, còn cái phần phác họa cái thân để các bạn thì có thể tưởng tượng được thôi. Đây là cái phần ống tay như các bạn vẽ bình thường nhé. Thì nếu như đối với ống tay sang lan thì các bạn thấy rằng chỉ khác là cái phần này. Ví dụ như các bạn lấy ở đây xuống chỗ này là 3 đến 5 cm này. Đây mình sẽ cắt rời ra để các bạn có thể dễ tưởng tượng. Đây là phần 3 đến 5 cm mà các bạn lấy thì các bạn sẽ lối đến cái giao điểm giống như thân trước. Và sau đó thì các bạn cũng đánh cái dạng cái phần mà khi mà các bạn may dính cái ống tay với thân ấy, thì cái phần này thì tùy các bạn đánh. Các bạn có thể lượn theo ý thích. Ví dụ như các bạn lấy xuống là 3 hoặc 5 cm đây thì các bạn sẽ đánh như thế này. Cũng giống như thân trước, nếu như các bạn cắt trực tiếp trên các bạn cắt trên dập thì các bạn sẽ cắt theo đúng cái đường này. Còn nếu như các bạn cắt trực tiếp trên vải thì các bạn phải chừa cho chỗ này cho mình là 1 cm để lát các bạn may tay với thân. Và như vậy là chúng ta phần thân thì chúng ta đã cắt xong. Các bạn đây ký hiệu là 2. Thật ra 2T với 2S thì cũng giống nhau cả, đều là nếu như đối với ống tay bình thường. Đây là mình sẽ nói qua về cách vẽ ống tay thường. Ở đây xuống là 12 đến 16 cm này. Phần đường chéo thì chỗ này là dài ống tay này. Phần đường chéo sẽ bằng vòng nách thân trước cộng vòng nách chân sau chia 2 và cộng với khoảng 0,5. Chia hai phần, đoạn này đánh lên là 0,5 đến 0,6, phần này đánh lên là 2. Và sau đó cách vẽ ống tay này như các cái cách vẽ mà mình đã chia sẻ trước, và mình chỉ vẽ qua phác họa như thế này để các bạn có thể tưởng tượng được khi vẽ ống tay sang lan. Đây là thân trước. Đây các bạn tưởng tượng rằng khi mà các bạn may vào thì cái phần ống tay thường nó sẽ dính vào như thế này, và cái phần khi mà các bạn chưa cắt rời ra nó sẽ có dạng như thế này. Vậy để bây giờ để cắt ống tay thì các bạn sẽ cắt để ống tay như thế này và úp hai cái vai con vào nhau.
các lưu ý là úp hai vai con vào nhau nhé, và đúng cái đường gấp giữa của ống tay thường. Vì ở đây là mình vẽ trên giấy nên là cái số đo nó không khớp với nhau. Còn trên thực tế khi các bạn ghép vào thì nó sẽ có dạng như thế này, nó sẽ dính vào đây. Các bạn cứ thực hành cho mình là hai vai con các bạn dính vào nhau như thế. Sau đó thì các bạn sẽ vẽ lên dập. Đây là vai con, còn đây là cái phần mà các bạn sẽ may này. Phần này là phần rộng của cổ xuống. Đây là hai cái vai con các bạn dính vào nhau. Trên thực tế là nó sẽ dính như thế này cơ. Và sau đó các bạn sẽ vẽ. Lưu ý là cái phần đường may này, các bạn lưu ý là khi mà các bạn cắt nhá, các bạn sẽ mất 1 cm rồi, thì khi mà các bạn vẽ vào đây thì các bạn phải trả lại 1 cm. Và các bạn lại cộng thêm 1 cm đường may nữa. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong được đây. Cái phần này nhớ lưu ý là phải cộng số cái đường may mà các bạn đã cắt đi. Cứ hai vai con úp vào nhau và vẽ theo cái này. Và mình hy vọng rằng đây, phần này các bạn sẽ nhớ là các bạn trừ đường may này. Các bạn cắt trực tiếp trên vải hay các bạn cắt trên dập, khi mà lấy đi 1 cm rồi thì các bạn phải trả lại 1 cm và cộng thêm 1 cm đường may nữa. Và đây là cái ống tay răng lắc lăng mà các bạn sẽ vẽ. Và mình hy vọng rằng chia sẻ của mình có thể giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Rất mong chị chia sẻ cũng như góp ý của các bạn. Xin chào các bạn.